Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình mời các bạn ngắm cây mãng cầu Lisa Sprite của mình nè. Lisa vàng á các bạn. Lisa vàng ngon lắm á. Cái này là ngon nhất của Lisa ha. Đây, năm cái cây này các bạn biết mình mua năm ngoái nè. Mua nhà anh Thịnh á, mua 400 bao nhiêu á, 350 sao. Mà được 2-3 trái đem về mình ăn được 3 trái chứ. Được 3 trái đem về mình ăn á. Ui giờ nó ngon quá trời ngon luôn các bạn. Ngon hơn cái mãng cầu Lisa đỏ thường nha, tím á. Cái này Lisa vàng, nó kêu là Sprite gì đó mình không biết tên. Nhưng mà năm nay á, mình gồng mình á, mình để trái quá trời luôn các bạn. Qua người ta kêu để chừng vài trái à. Mà mình chơi luôn là chỗ này là nhiêu rồi, chỗ này là 2, 4, 6, chỗ này là 7 trái rồi ha. Mà trái nó cũng bự nè các bạn, bự to ngoài tay mình nè. Ồ cái này chắc là nó chín rồi nè, nó gai nó nứt quá trời nứt rồi nè. Đó các bạn thấy chỗ này á là nó đã 7 trái rồi ha. Ui gồng mình để trái nhiều quá trời luôn á. Chỗ này mới đã nè các bạn. Chỗ này trong tối nè. Chùm này biết sao 4 trái luôn. Ồ, 4 trái mà trái này nó bự, trái này nó bự quá trời luôn. Mà cái trái nó đẹp chưa các bạn? Ha, đó 4 trái nè. Mà trái này to đều luôn nha, trái này to hơn nữa đó. Hơn phao luôn á. Ồ, chùm này mình cũng 6-7 trái cái mình trên bỏ. Mình để lại 4 trái luôn. Cái này Lisa này nó vàng vàng á, ngon lắm. Năm ngoái mình ăn được mấy trái cái mình để hộp mình ươm thử, nó lên được mấy cây. Nhưng mà không biết mùa đông này nó có còn sống hay không. Nhưng mà nó dễ ương, nó cũng dễ lên ha. Ồ, là trên đó là 7 trái, như là 4 trái ha. Là 11 trái rồi thấy chưa. Nó đây trái nè, còn bao nè. Đây 3-4 trái nữa nè các bạn. Là 15 trái rồi ha. Ở đây 4 trái nữa là 15 trái. Nè, mà trái này nó lớn cũng đều nha. Nó lớn cũng đều á. Ồ, 15 trái rồi, để đếm hết cho các bạn coi ha. Qua cái đảo ha. Nè, đây. Đây trái nữa là. Nè, 16 trái rồi nè ha. Xíu đây 2 trái rồi, 18 trái, kia 2 trái nữa. Ủa, 20 trái. 20 trái, đây 2 trái nữa. 3 trái nữa. 23 trái nè. Thấy đẹp chưa, bên này nó bị nám. Ở đây được 3 trái nữa. Là 23 trái. Wow, 25 trái luôn á các bạn. Trời ơi, nói để 20 trái xong rồi bây giờ thành 25 trái luôn. Ui da nè. Đang thấy không? Ở trong kia 3 trái nữa kìa. Mà nó lớn đều nha. Nó giống như là nó gần được ăn rồi đó các bạn. Gần được ăn rồi mà chưa nứt. Tại vì mình bao nó lại các bạn. Mình bao nó lại bằng cái bọc này nè. Cái bọc này nè, dùm tháo ra. Tại nó chặt cái bọc này rồi. Phải tháo ra để thay cái bọc lớn. Rồi ráng chờ tới Tết Việt Nam mình cái là hái lần lần. Wow, gồng mình chưa. Đây là một cái cây này nè. Cái chậu này 20 cây lông, cái để luôn chưa có sang chậu nữa nha các bạn. Chưa có sang chậu. Mà bây giờ mùa tháng 10 năm ngoái nha, hồi đó mình giống mua 350 hay 400 gì á, có trái rồi. Hồi nói cái giống này giống mới á các bạn. Cái mình mua luôn. Mua luôn cái giống anh gửi tới nhà cho mình sao á. À, gửi bằng xe đồ hoàng á. Đây, bây giờ á, năm nay mình chơi gọc, mình chơi bạo. Chơi bạo để trái quá trời luôn. Để trái nhiều quá trời luôn. Mà nó cũng lớn đều luôn nha các bạn. Thấy chưa. Không điếc không sợ súng ha. Điếc không sợ súng. Chơi để trái quá trời. Đây trái nè. Để dần cái đám này mới đã nè. Cái đám này nó nằm ở trong hốc á. Cái đám đó được 4 trái mà trái này cái nấy bự. Mỗi trái một phao không nghe. Hơn phao luôn. Trời ơi, sợ nó gãy cành, nó cột nó nè. Chắc cái này hái vô là nó chín rồi đó các bạn.
Rồi các bạn thấy khủng khiếp chưa? Cây mãng cầu trái ghê chưa nè. Wow. Đó, mình tưới nước, tưới phân cho nó tốt á, nuôi cho nó đầy đủ á. Wow. Trái nó cũng đều nhiều á, đâu có thua gì trồng chậu lớn ha các bạn ha. Cái này mình tưới phân cho nó tốt lắm á. Phân bỏ phân 14 14. Rồi bỏ phân bone meal rồi. Rồi tưới phân em quan nữa, em quan mình làm á. Rồi pha với sữa với trứng gà, úi giặt làm tùm lum hết. Đủ đủ môn hết á. Mà nó tốt hay chưa các bạn? Đó, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Thấy ghê chưa? Cho các bạn ngắm em đi, rồi mai mốt nó chín mình hái vô. Mình ăn thử cho các bạn coi, ngon lắm. Cái này là ngon nhất mà thơm nữa, vẫn còn này là còn đi xa thơm lắm. Thơm lắm luôn. Đó. Rồi. Xong năm nay cái mình mới sen vô chậu 35 gallon. Ông xã mình ổng sơn qua chứ. Mình làm gì nổi ha. Nhưng mà thấy trái vậy nhưng mà cho các bạn thấy nè các bạn ham luôn á. Là mê trồng giống này giống ngon nè, giống ngon. Lucky sủa quay chút xíu các bạn ngắm cây mãng cầu Lisa Pride của mình trái quá trời trái đều cỡ rủng lẳng tùm lum và la hết ha. Ôi giờ đếm được hầm mấy trái mà các bạn thấy nó tốt cái lá quá này, quá trời cái lá này đó, trên nó dòm thấy đã tháo bịch ra mà có trái kia nó muốn nứt đó nè. Rồi mời các bạn ngắm xíu ly xà vàng của mình nha. Ly xà vàng surprise nha. Hello, hello các bạn ơi, mời các bạn ngắm thêm cái cây mãng cầu sầu riêng của mình nè các bạn. Trái nè. Ồ các bạn thấy tay mình để vô nó nằm dưới đây thân. Cây này chắc nó trái này cũng hơn 2 phao á nha. Đó, một em này nó lớn từ đầu tới bây giờ luôn. Mình bao, mình thay 2 cái bọc lớn hết. Bây giờ phải thay cái bọc khác nữa. Mà nó chưa già đâu. Tại vì người ta nói mình rờ cái này mà nó còn trơn á. Là nó chưa già. Phải rờ nó nhám á. Rờ nó nhám mà cái này rờ nó còn trơn, trơn quá. Đó, cái tay để vô là thấy không các bạn. Quá trời, cái trái này đẹp lắm á. Nói sầu riêng mà khúc dưới này nó bị lai. Năm ngoái nó ra gai đẹp lắm. Năm nay nó mắc gai rồi. Nó ít gai quá đó. Cái này mình để cũng được là chục trái á các bạn. Cái này năm ngoái được có hai trái ba trái gì à. Mà năm nay được một chục trái nè, ba trái nè, đây trái nữa nè, bốn trái nè, năm trái nè, sáu trái nè. Trái này cũng bự nè các bạn, trái này cũng đẹp nè, trái này cũng đẹp nè. Đó, ví dụ 7 trái nè, 8 trái nè. Ồ, trái này bự nè, 9 trái nè, trái đó bự lắm. Chỗ này chục trái nè, dưới kiền trái nó 11 trái. Nhưng mà nó cũng còn đậu, nó cũng còn đậu trái nhỏ nhỏ đó các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Wow, cái em này đẹp quá trời đẹp luôn á. Em này đẹp lắm nè. Trái này đẹp lắm nè, thi hoa hậu đó. Bởi vậy mấy em nói, sao chị không quay phim của em lên cho các bạn coi? Chị cứ chê em lại hoài vậy. Tại chị làm biến quá, làm biến mở bọc quá. Em nói em muốn khoe cho các bạn ngắm mà chị không chịu cho em khoe. Chị cứ chê em lại không à, mà chê lại á các bạn. Nó đẹp nè các bạn. Bao lại á nó mới đẹp, nó xanh mướt là nó không bị gì hết trơn á. Ồ cái trái này mà chờ 1 tháng nữa là 2 phao luôn á các bạn. Mau lớt dễ sợ luôn. Mà lớn đều ngắt bạn các bạn. Đó. 10 trái, 12 trái hả? Ui giờ đây nữa nè. Đã sầu riêng nha các bạn. Sầu riêng mà bị lai, bị chấm phấn tùm lum chắc bị lai. Nhưng mà có trái nó cũng còn sầu riêng, có trái nó không có phấn á. Dù lấy phấn khác chấm vô nó bị lai. Mà cái này ăn ngon lắm nha các bạn. Năm ngoái mình ăn ngon với sợ luôn. Được có 2 trái à. Năm nay được 12 trái. Mà mình để hết luôn. Mình để đậu bao nhiêu, để hết bao nhiêu luôn, không có bỏ nữa. Tại vì uổng quá, bỏ uổng quá. Đúng là mình cũng tham lam.
Nhưng mà thử mình mà nhưng mà mình để nhiều trái nhưng mình phải nuôi nó có đầy đủ dinh dưỡng nó mới lớn vậy đó các bạn. Thường mình bỏ phân 14 14 3 tháng lần rồi ha, định kỳ rồi. Nhưng mùa đông này thì mình không có bỏ, tháng 12 mình không có bỏ. Bỏ tháng 9, tháng 12 không bỏ. Tới tháng 3 mới bỏ lại. Nhưng mà mỗi tháng mình phải bỏ bone meal nè, bỏ muối Epsom nè. Rồi cái mình pha EM1 đó các bạn. Mình có chế EM1, mình có chỉ cho các bạn rồi đó. Rồi xong mình lấy EM1 đó, mình pha trứng gà với lại sữa. Mình pha giống như là 1 lít, 2 lít sữa thì một cái trứng gà, 2 cái muỗng canh đường á. Xong rồi nửa nửa cái lít phân nửa cái chai á, phân nửa cái chai 2 lít á sữa. Rồi mình đổ vô, đổ nước vô cho nó gần đầy cái chai cái mình đổ vô 2 muỗng canh EM1 đó các bạn. Đường á, đường nhớ, đường 2 muỗng canh đường nữa. Cái mình pha lại, mình trộn lại cái mình để sau mấy ngày á, 2 3 ngày tuần lễ gì cái mình đem ra, cái mình pha 1 muỗng cho mình lấy cái đó mình pha 1 muỗng cho 1 lít nước, 1 lít nước lạnh đó các bạn, rồi tưới vô, mình tưới vô cách ngày tưới 1 lần, cách ngày tưới 1 lần á, 2 ngày tưới 1 lần, coi như mình đi vòng hết mấy cái cây của mình rồi mình trở lại mười mấy 20 cây á, cái mình trở lại mình tưới là coi như cũng gần 2 ngày mới tưới 1 lần á, mà mình nuôi nó như vậy mà bây giờ nó lớn cây nào nè. Các bạn thấy cây nào trái nó cũng lớn đều hết á. Đó. Các bạn muốn cây trái lớn đều mà ngon á các bạn phải pha thêm cái dinh dưỡng đó đó, dinh dưỡng trứng gà với lại sữa, sữa tươi á. Sữa tươi mà không béo đó. Hay sữa đậu nành gì á. Mà cũng lượng sữa cũng ít thôi, đâu có nhiều đâu. Mà mình tưới mình làm ra cái bỏ mình mới pha lại cái im qua đó các bạn. Xong mình tưới chỉ có 1 muỗng canh thôi, đâu có hao nhiều đâu. Nên mình làm vậy á, thì mình bồi 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 bổ giống như chất bổ vitamin rồi cho nó đó các bạn. Cái nó mau lớn mà nó đều mà nó đẹp lắm á, này nó đẹp ghê thì thôi á. Mà mai mốt á trái nó ăn cũng ngon nữa, tại vì mình cho dinh dưỡng tốt nè. Đó, mình cứ làm mình vậy á rồi mình thử tưới thử tại mình thấy trái nó nhiều quá mà mình sợ nó lớn không nổi xong rồi đem cắt đi thì bỏ uổng quá, cái mình làm mình thử mình biên sổ mình thấy là một một tháng thôi là 1 tháng 10 tháng 11 bây giờ tháng 12 là 2 tháng ha, mà trái nào trái nấy nó bự là bự luôn, nó đẹp lắm á các bạn. Nếu các bạn làm xiên các bạn làm á mà phải có in one nha các bạn, có in one các bạn phải làm in one trước, xong giờ nó xong có in one rồi các bạn mới lấy in one bắt pha vô, pha sữa trứng gà là tiện nhất, còn mình làm da đam hay là mình làm cái mấy cái chi đó thì nó lâu quá, nó lâu hơn, còn trứng gà là với lại sữa là tiện nhất là nhanh nhất, mấy ngày thôi 3 ngày là mình đã tưới được rồi ha. Đó các bạn muốn làm thì các bạn làm gì giống mình á, nó mình nói sơ sơ cho các bạn thấy là hiểu rồi ha, đâu có gì khó khăn đâu ha, nói sơ sơ 1 lít 2 lít nước thì 2 2 muỗng đường à, nữa 1 lít 1 lít nước 1 lít sữa 2 muỗng đường quậy cho nó tan, 1 2 cái trứng 2 cái trứng gà, 1 trứng gà cũng được, quậy cho nó tan đều xong cái mình đổ chừng 2 phần cái chai nước á. Rồi cái mình đổ 2 muỗng yên quanh vô mình quậy cái mình đậy lại đó. Đổ lưng lưng ấy ha, đừng có đổ đầy quá nó xì hơi á nha, nó tràn á. Đổ lưng lưng cho nó lỡ may nó có xì hơi thì nó không có tràn. Rồi mình giữ vậy như vậy á, 3 ngày cái mình đem ra mình phải lấy cái đó. Mình lấy cái chai nước mà mình làm á, cái mình pha vô 1 lít mà 1 muỗng canh nước. Rồi mình đem ra mình tưới cho thêm đó, thêm dinh dưỡng cho mấy cái cây trái của mình nó đã có trái rồi á các bạn. Cái nên mình nuôi trái cho nó đẹp nó lớn ha, nó có thể nuôi nhiều trái được tại vì nó đầy đủ dinh dưỡng, nó chia cho nó ăn á, nó ăn với nhau á đó. Các bạn thấy không nè, trái nè mình nói thiệt á, mình làm sao thì mình nói vậy thôi chứ không mình không có phải giấu ngời gì đâu, tại có đâu buôn bán gì ai đâu mà giấu ngời ha, tại mình nghĩ ra rồi mình làm.
mình thấy sao mà nó nhiều trái quá mà để bỏ uổng quá. Cắt bỏ uổng thôi, tao làm chắc bổ cho tụi mày uống. Tao nuôi cho tụi mày chắc bổ, cho tụi mày uống, mình nói trong bụng vậy ha. Tao nuôi cho tụi mày uống để coi năm nay mấy đứa tụi mày có bự không. Chứ năm ngoái bự không có bự nổi đâu. À, cho bạn coi xíu ha, một cây này nữa ha. Nhiều cây lắm các bạn. Mình có cả 20 cây mắng cầu luôn mà. Rồi, và cây nào chỉ được phân nửa cây có trái nhiều thôi, còn phân nửa thì ít trái. Đó, rồi các bạn coi ha. Hello, hello các bạn ơi. Mình mời các bạn ngắm thêm một cái cây sweet green này các bạn. Cây mãng cầu sweet green đó nè, trái bự chưa nè. Khác thấy không các bạn? Trái này nó khác thấy không? Mà nó bự như vậy là chắc cũng hơn phao rồi đó các bạn. Năm ngoái mình trồng đâu có bự gì đâu. Trái nhỏ nhỏ không mà năm nay mà cái cây này của nó nè. Bự chưa ha? Các bạn thấy nó ăn đủ dinh dưỡng đó, nó nuôi trái nó lớn rồi chưa? Chứ đâu phải là trái nhỏ. Mà tại mình không có nuôi nó đủ dinh dưỡng á. Đó. Nè, trái này cũng bự nè ha. Squid green nha. Squid green ăn ngon lắm á, giống như là na Việt Nam vậy á. Cái muối nó trắng bùm mà nó nước nhiều á. Mà nó thơm á, nó thơm như này mắng cầu na Việt Nam. Ồ, này mình bao nó lại nè. Mấy trái này nó ra chín sao nó nhỏ nè. Mấy trái là đậu trước nó lớn nè các bạn. Thấy lớn chưa? Này có nhiều trái mình lấy cái bọc này cái mình bao nó lại mùa đông lạnh á. Cái cây này cũng được giống như là 2 4 6 8 8 10 11 12. Cũng được 15 16 trái á các bạn. Ở trên đó nè mà mình không mở ra được á. Sơ sơ mấy cái trái gần gần ở đây á cho các bạn thấy đó. Là nó lớn luôn nè ha, nó đẹp nè. Mà là cái này nó cũng chưa đâu nghe, nó còn trơn quá. Này cũng qua Tết Việt Nam mình đó, nó mới được. Bây giờ tới Tết Việt Nam mình còn tháng rồi. Mình bởi vậy bây giờ mình cho nó ăn đồ, mình nuôi nó ăn đồ bổ dưỡng cho nó lớn đều á, nó lớn đều với nhau á. Đây cũng được một trái lớn nữa nè, bao trong bọc chưa lấy ra nè. Đó, trái nó cũng bự lắm á các bạn, tại bữa lạnh á mình bao nó lại cũng bự nè, nắm nắm tay luôn á. Đây trái này nắm nắm tay luôn, được 2 trái 3 trái, 4 trái 5 trái bự rồi, đằng kia nữa rồi. Đó các bạn thấy đây là sweet green nha, đang trái bự đó nè. Này mình bao lại cho đây, đổi bao lớn rồi đó. Này nó đậu trái, dễ đậu trái nè. Nó các bạn thấy chưa, năm nay cái mấy cây mãng cầu mình nó lớn đều hết á, nó lớn đều, trái nó bự á. Cái này là mãng cầu Úc nè, cây Úc kế bên nè, trái nó lòi qua nè. Rồi đợt này, kỳ này mình chỉ quay 3 cây này cho các bạn ngắm thôi. Rồi mai mốt cái mình đã rảnh rỗi á, cái mình mở mấy cây mãng cầu Úc, mãng cầu do Thái đỏ ra cái mình quay cho các bạn ngắm nha, ngắm cho nó vui ha. Chứ trái chưa có hái được tại đây nó đậu trái trễ quá. Tháng 8 nó mới đậu trái nên bây giờ đâu có trái chín được ha. Đó chỉ thấy trái bự thấy ham ha. À, năm nay là mình đã luôn á, bự bự không à, to to không à, ăn 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 sữa ăn trứng gà được không à, đã lắm, quá đã luôn nè. Đó mình thử làm 1 tháng 2 tháng này đó các bạn, mà mình nuôi nó lớn được như vậy nè, nuôi còn hơn nuôi đứa con nữa ha, nuôi còn hơn nuôi em bé nữa đó đó. Nhưng mà mấy cái đồ đó cũng rẻ tiền còn hơn mua phân nữa các bạn ơi. Rồi cái trứng rẻ tiền, sữa rẻ tiền mình mua, còn mình không muốn tốn tiền thì mình xay sữa đậu nành cũng được luôn, mà phải bỏ em qua nó mới ấy, không là sữa đậu nành nó thúi lắm á các bạn, đợi 2 3 ngày là nó thúi liền á nghe, không có đường không có em qua là nó thúi nghe các bạn. Các bạn làm cái không có bỏ mấy cái đó thúi đừng có đổ thừa mình nha, đậu nành sợ lắm, đậu nành sợ nó không quý á. Rồi các bạn thấy là trái, trái quá trời trái nè, thấy chưa? Sweet green, cây là sweet green. Một trái này, trái Úc này, cây Úc kế bên này các bạn. Cây Úc kế bên các bạn thấy mình bao bao lại chưa gỡ nè. Trái cũng bự đều, cây Úc là mấy chục trái luôn nghe các bạn.
Đây, một chùm 4 năm trái nè, chưa mở nha, bữa nào mình quay cái này xong cái mai mốt mình rảnh mình mở ra mình thay bao á, cái mình quay cho các bạn ngắm nha. Út này đó, út đó, nhiều trái lắm. Mà năm nay lớn đều là có ăn đồ bổ đó ha các bạn ha. Mình cũng vậy, người mình cũng cho tẩm bổ vô, thuốc bổ, thuốc đồ mình uống vô, sâm đồ mình mua mình uống vô, nó khỏe. Cây nó cũng vậy, cây nó cũng ăn bổ, uống sữa vô nó cũng khỏe, nó cũng mọc trái rồi, nó nuôi trái lớn, nó tươi mơn mởn á các bạn. Trời ơi, nó xanh tươi mơn mởn, cái lá, các bạn thấy lá không? Lá đẹp quá trời lá này, mùa đông mà lá xanh ghê chưa, dày ơi là dày luôn á các bạn. Đó một hàng mãng cầu của mình nè. Đây là cây út mình chưa có mở ra nên mình quay sơ sơ cho các bạn thấy ha. Còn cái mận Red Rocket này năm nay lớn quýt rồi nè, sao không có trái nè em. Đây do thái đỏ này các bạn, trái cũng đều đó. Mình quay cho các bạn ngắm một chút xíu rồi mai mốt đi, nó lớn rồi mình quay cho các bạn. Trái nè, trái ham chưa đó. Mãng cầu á, mãng cầu. Đây, mãng cầu đây. Đây là cây Lisa thường đó nè các bạn, Lisa thường á. Đó, cũng được mười mấy hai chục trái nha. Đó, nè, bự nè. Mình cho nó ăn quá, mình nuôi cho nó đó. Mình nuôi như nuôi em bé vậy đó các bạn. Đây nè, trái nè. Thấy chưa? Này là do thái xanh này, được mấy trái à. Cây này ít trái, sang năm phải làm lại ha. Cái này là do thái đỏ này, cũng trái này ha. Trong đây có mấy cây do thái đỏ này, nhiều trái lắm. Mà mình chưa mở ra, tại nó còn nhỏ quá các bạn. Mai mốt nó lớn, mình mở ra mình quay với các bạn ngắm, nó đỏ rực hết luôn. Nè, trái nè. Trái này làm biến bao quá, để vậy luôn. Đây cái cây này trái nhiều nè các bạn, thấy chưa, thấy trái mà ham chưa, mời chưa. Đây, cây này mới nhiều nè, 30-40 trái luôn á các bạn ơi. Rồi, cây út này, út đó út trái bự lắm á. Rồi mời các bạn ngắm một chút mấy cây mãng cầu nha, ngắm một chút cho vui ha. Ủa trái ham ha các bạn ha, thấy trái ham dễ sợ luôn. Đó. Ngắm thưởng thức mãng cầu ha, mùa mãng cầu rồi. Xin cảm ơn các bạn nha, xin cảm ơn các bạn đã thưởng thức cây, những cái cây trái mãng cầu của mình nè. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn ha, xin chào tạm biệt. À, mấy trái mãng cầu bự đó, xin chào tạm biệt. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, khỏe mạnh, bình an nha. Bye bye các bạn nha. Bye bye các bạn ha.